Hello Clark. Today you learn Unit 7, The Work of Work. Lesson 4, Student Work. Now I have some vocabulary. Now look at the picture and give the meanings. Ferret. Okay, ferret. Tiếp học. Now look at the picture too. To review. Okay. Ôn tập. Đúng không nào? The next. Wow. Now, lazy. Okay, lười biếng. Don't be lazy. Đừng lười biếng nhé các bạn. Now, keen. Keen. Okay, keen. Okay, now, say me. I have new work period. Tiết học. To review. Ôn tập. Lazy. Okay. Lười biếng. Keen. Say men. Sôi nổi. Typical. Tiêu biểu. Điển hình. Now. Definitely. Definitely. Okay. Chắc chắn. Nào, cả lớp chúng ta nghe cô đọc ạ. Đọc lại, sau đó về nhà các bạn đọc lại những câu nhé. Parrot, to review, lazy, keen, typical, definitely. Rồi các bạn về nhà viết từ cho cô nhé. Now look at the picture and answer. Who is this? This is Hua, okay. What is she doing? She doing her homework. Now look at the cat. Read the text, and after the text, answer the question. Who the text? Now, listen. And read the title, các bạn. Đọc dùm cô nhé. Read the silent, các bạn đọc bài thầm dùm cô. Rồi các bạn đọc xong, xong bài đọc xong các bạn làm cho cô điền cho cô thông tin phía dưới. Cô có là Hoa go to, cô có một số number trên đây các bạn điền dùng cho cô. Coi thử là bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tiết ở trong cái tiết này. Hoa go to school day a week, she has periods day. She works hour a week, she has about hour of homework every week. Before that, she works. Okay. Rồi, chúng ta hoàn thành dùng cô. Rồi, she works. Cô ấy làm việc bao nhiêu tiếng trong một tuần nào? Okay. Rồi, she has about, she go to school 6 days. Rồi, before that, she works 45 hours. Okay. Phải. Rồi cô có một trò chơi lucky number, các bạn trả lời những câu hỏi này dùm cô ha. Rồi. Number one. Cô có câu hỏi thứ nhất. Rồi. The question. Why do some people think that students have an easy life? Rồi, cô mời một bạn trả lời giùm cô. Okay. Because they think students only work a few hours a day and they have a long vacation. Rồi, về nhà các bạn trả lời và vợ giùm cô. Câu này là câu A trong sách giáo khoa trang 75. Rồi, number 2. Okay. Now, number 7. I have... How many hours a week does she work before the test? 40? Okay, 45. Very good. Now, number 3. How many periods does Hoa have a day? Five? Okay. Five periods. She has five periods a day. Okay. Now, number 6.
Lucky number, ok. Number 8. Girl who work fewer than most worker. Này là letter D trong sách giáo khoa. Ok, no, she doesn't work more than most worker. Nha, các bạn viết câu trả lời vào vở giùm cô nhé. Number 4. À, number 4 là chúng ta làm lại câu hồi nãy ha. Rồi. Number 5. How many hours a week do you work? Các bạn trả lời free giùm cô, trả lời tùy theo ý các bạn. Các bạn có bao nhiêu giờ trong một tuần làm việc thì tùy ha. Ok. Rồi. Theo cô thì là 48 hour, còn các bạn thì tùy. Lucky number. Vậy thì các bạn đã trả lời hoàn thành những câu hỏi. Và về nhà, các bạn sẽ trả lời hết những câu hỏi đó vào trong vở giùm cô. I answer my question. Do you do your homework before school? Yes or no? Ok, yes. Các bạn phải chuẩn bị bài, làm bài trước khi vào lớp nhé. Trước khi đến lớp nhé. Đến trước trường. Phải là yes. Do you think students are lazy? Bạn có nghĩ rằng những học sinh thì lười biếng không? For me, I don't think so. Vậy thì đối với các bạn có nghĩ là những học sinh lười không? Chắc là không rồi đúng không nè. Rồi, don't be lazy. Đừng có lười biếng nha các bạn. Thì qua bài học này về nhà các bạn sẽ học thuộc từ mới dùng cô learn by heart. Rồi, ôn lại những câu hỏi và trả lời. Rồi, chuẩn bị bài cho cô. Unit 7, B1. Soạn cho cô một số từ mới. A man teenage sheep, rồi homeless, so on, vân vân. Rồi, cô chúc các bạn những ngày nhé. Vậy thì cố gắng học bài thuộc chúng cô nào.